các bạn. Hôm nay là ngày đầu tiên. Các bạn, hôm nay là ngày đầu tiên mình sử dụng cái máy này các bạn. Cái máy này bữa giờ mua cũng phải 4-5 tháng gì đó nhưng mà chưa có dùng. Thì rất là may mắn là ra đẩy vài cái là nó cũng nổ, ngon lành ha. Lấy gió là đẩy cho nó nổ luôn. Thì hôm nay mình đi câu một mình nha các bạn. Lâu quá rồi không có cái trải nghiệm mà ngồi trên thuyền câu. Hôm nay mình sẽ quyết định đi một mình. Tại hôm nay là một ngày lễ ở Paradise ở Mỹ các bạn. Paradise thì mọi người thì bận rộn mà đều có những cái cuộc hẹn gia đình á nên không có đi câu được. Chiều tối mà mọi người mới đi. Mà hôm nay thì mình lại muốn đi sớm một chút xíu. Ok, bây giờ thì mình đang mới vừa hạ thuyền xong, bây giờ mình sẽ chạy ra hướng ngoài kia nha các bạn. Giờ mình mới vừa tới điểm câu nha các bạn. Chỗ này cũng gần cái điểm mình hay câu mọi bữa nè. Nhưng mà xịt xuống phía dưới tí xíu thì chỗ này nước nó sâu hơn các bạn. Thì bình thường mình câu, lúc mình câu trong bờ thì mình cố gắng mình quăng ra ngoài xa đây. Thì hôm nay mình sẽ chạy thuyền ra tới ngay điểm này mình câu thử có nó sao nha các bạn. Ok, mọi câu mình hôm nay mình câu bằng cá bóng. Mình câu á là nó ngay cái chòi của mình đó các bạn. Đó, các bạn nhờ mọi người coi những cái video trước đó, các bạn nhớ là mình có cái chòi phía trong đây không mọi người? Đó. Là từ cái chòi đó đi ra tới đây khoảng chừng chắc khoảng chừng 200 m các bạn. Bình thường mình câu cá thì tất nhiên là mình sẽ không ném ra tới đoạn này đâu. À, hôm nay mình sẽ đứng hơi xa một xíu tại vì cái chỗ đó hồi nữa có mấy ông anh mấy ông bạn á sẽ tới đó câu xa một xíu. Thì bình thường lúc mình câu ở trong chòi á mình muốn ném hết cỡ cho nó ra ngoài đây ha. Hôm nay ok, mình sẽ đậu ở ngoài đây mình câu thử coi ngoài đây nó sao ha. Nước chỗ này thì không có sâu.
chỗ này nước khoảng chừng có khoảng chừng 3-4 mét nước rồi các bạn. Đó. Vô tới trong nữa những cái chỗ mà mấy bữa mình hay ném ra, thực chất thì nó có khoảng chừng 2 mét nước các bạn, rất là cạn ha. Mà nó ăn nó kéo thấy ghê thiệt đó các bạn. Lớn rồi.
lớn lắm. Không lớn lắm các bạn ơi, chưa gì nó vô mục tiêu rồi. Con này under rồi. Nhưng lúc mình đậu lại nó rất là khó chịu. Thì cái năng lượng mình tiêu thụ trong quá trình mình đi câu cá là cái năng lượng gọi là rất tích cực các bạn. Mặc dù trong một tuần á, có thể là mình đi làm mình mệt hay cái gì đó, mình bận rộn, mình công việc gì đó, ví dụ mình mệt đó, nhưng mà tuy á là mình đi câu cá mình về mình có thể mình ngủ mệt, ngủ ly bì luôn mọi người. Nhưng mà được cái á, là sáng ngày mai thức dậy á thì thấy người rất là khỏe khoắn các bạn, là cái mình được giải tỏa những cái áp lực gì tinh thần đó mọi người. Nói chung là mình coi như là cho dù là một tuần á mình làm hết 6 ngày, chỉ có dù một ngày là mình câu cá thôi, nhưng mà cái ngày câu cá của mình á, kéo thuyền kéo tàu cho dù nó mệt cỡ nào, khi mà ngủ một giấc lại sáng ngày mai thì cái năng lượng nó rất là tích cực. Mỗi người có một cái thú vui riêng các bạn, có bạn thì thích ngủ ha. Các bạn thì thích đi ăn uống cà phê, hay là các bạn muốn thích đi dạo này dạo kia ha, thì mọi người có một cái sở thích thôi. Cái sở thích câu cá thì gọi là cái sở thích gọi là giống như là trời đầy á các bạn, là mọi người hay nói là câu cá dạng như trời đầy á ha. Ở yên ở nhà ăn uống ngủ nghỉ thì không muốn là muốn đi ra đây, nhưng mà đó là đã là cái thói quen, đã là cái độ ghiền rồi các bạn. Chỉ có anh em mà đi câu cá mới hiểu thôi ha. Buông mới cần ra ngồi ngắm trời ngắm đất này kia, sảng khoái đã vô cùng. Nếu như ngồi đây các bạn mình không cần quan tâm là cái cá nó có ăn hay không nữa, nhưng mà cái quan cần ra thì ngồi mình thư giãn mình sướng lắm. Thì tập tính của con người mà ai cũng có một cái sở thích của giống như một chinh phục và sở hữu chiếm đoạt này kia. Khi mình câu cá thì ai cũng muốn có một cái chiến lợi phẩm mang về các bạn, có nên vui. Nhưng mà cái đó không phải là cái động lực chính đi câu cá, là lấy cá mang về. Và động lực chính đó của mình là câu để mà giải trí thôi các bạn. Và những cái thước phim mình quay lại thì cũng phải là kiếm tiền kiếm bạc gì, quay lại cho vui kỷ niệm thôi. Tại vì hồi xưa mình đi câu cá rất là nhiều, mình mê lắm, câu từ rất là lâu lắm rồi, từ rất là nhỏ luôn đó. Nhưng mà mình không có những cái video kỷ niệm á, hồi xưa cá rất là nhiều á. Thì bây giờ mình bắt đầu mình quay những cái thước
phim, quay lên YouTube để chia sẻ các bạn ha, kết nối được cũng rất là nhiều bạn bè ở khu vực California này, là cũng 5-6 anh em á, là quen biết nhau ở trên YouTube, gặp nhau rồi đi câu ở ngoài thì rất là thân thiết với nhau ha, tình thương mến thương. Còn ở phía trong kia là có ba anh bạn của mình ha, có ba anh bạn mình cũng hay câu là cái điểm trong cái chòi của mình đó các bạn, thì bây giờ mình cũng không biết có cá hay không nữa. Đáng lẽ ra là hôm nay mình có hẹn đi với mọi người á, nhưng mà tại vì cái bãi đó mình câu cũng khá là nhiều á các bạn, câu lúc nào quay video cũng câu ở bãi đó, câu cái bát đó. Hôm nay mình cũng đổi gió, mình đi ra ngoài xa tí xíu để mình thử sức ở khu vực ngoài đây coi nó sao ha, tại vì mà đi có một mình thôi, tại này lễ các bạn, lễ thì ai cũng có ăn uống gia đình, lễ Friday á, bởi vậy ai cũng bận rộn hết nên mình quyết định đi một mình các bạn. Bây giờ thì mặt trời coi kìa, đó trời sắp tối rồi, giờ chỉ cần nó khúc qua cái dãy núi đó cái là khoảng chừng 15 phút sau là nó tối nha các bạn. Thì mình chỉ còn cái vài phút để rút về thôi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thu cần lên quay về nha các bạn. Thì đây thành quả hôm nay thì là nhiêu đây. Ủa, hôm nay được con cá này nha mọi người. Thì chỗ này á thì câu rất là hấp dẫn đó các bạn. Này cái cơ hội mà trúng cá lớn là rất là cao. Nhưng mà hôm nay mình đi trễ quá thì không có cái nhiều của thời gian để mà hưởng thụ á. Hy vọng buổi sau mình sẽ có thể chuẩn bị tốt hơn đi câu sớm hơn các bạn. Ok, thì bây giờ thì cũng đã qua mùa hè rồi, thời tiết bắt đầu ấm dần lên rồi ha. Thì sắp tới chắc là có lẽ là mình sẽ đi câu thuyền nhiều hơn, câu bờ biết không chán các bạn. Câu thuyền đã, gió nó đã lắm các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video tới cái thời điểm này ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau ha các bạn. Ok, xin chào, cảm ơn, hẹn gặp lại.